vâng Thắng xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SPTN. Ngày hôm nay là ngày thứ 5, 11 tây tháng 1 2024. thì đang xin được trở lại với tiến sĩ Đinh Xuân Quân trong chương trình Thế giới trong tuần. Và xin chào tiến sĩ Đinh Xuân Quân ạ. Và trước hết xin chào quý khán thính giả của đài SPTN. Xin chào anh Trần Thắng. Dạ vâng à, kính thưa quý khán giả ngày hôm nay là ngày thứ năm Ngày mở đầu cái vụ án à, tại Tòa án Thế giới à, Nam Phi là một quốc gia đứng ra để đơn kiện à, vụ này ra Tòa án Thế giới cáo buộc Do Thái đã phạm tội diệt chủng. Cái vụ kiện này bắt đầu ngày hôm nay à, và phía bên à, đại diện cho quốc gia Nam Phi sẽ lên tiếng lý do tại sao họ cáo buộc à, do Thái vi phạm à, cái đạo luật của Liên Hợp Quốc 1948 về vấn đề diệt chủng. Thứ hai là ngày mai, tức là ngày thứ sáu đó, thì phía bên do Thái sẽ đứng ra coi như là biện hộ cho cái lý do tại sao họ không có phạm cái tội này. À, ngoài ra thì ngoài Nam Phi đó thì có hai quốc gia ủng hộ cái việc Nam Phi đứng ra kiện đó là Colombia Và thí, thí, quốc gia thứ hai là Brazil tức là Ba Tây Thì cái câu hỏi đặt ra thưa quý vị là tại sao Nam Phi lại đứng ra kiện Mà à. không phải là một quốc gia khác Hay bất cứ quốc gia nào mà là phải là Nam Phi và Trước hết á Đây là một chuyện rất là dài Tại vì Khi Nam Phi còn tranh đấu Với chế độ apartheid nghĩa là chế độ kỳ thị chủng tộc đen Cô người và da trắng. trắng. Vâng, yeah. Da trắng và da đen đó thì ông Nelson Mandela rất là thân với ông Piero là uh, Yasser Arafat. Yese Arafat. Yeah. Thì cái cuộc nghĩa là gọi là là gần gũi giữa Nam Phi và Piero nó có từ thời đó, yeah. từ hồi họ tranh đấu cho độc lập của Nam Phi và tranh đấu cho nghĩa là PLO. Yeah. Bên Nam Phi đó họ đứng ra thay mặt nghĩa là người Palestine nói là hiện giờ những cái gì mà quân đội Israel đang làm tại Gaza là vấn đề diệt chủng. Tại vì ai cũng biết là hiện giờ chưa tới 3 tháng mà hơn 23.000 người đã thiệt mạng Mà trong cái 23.000 người đó thì là hơn 70% là phụ nữ và trẻ em yeah. Do đó là họ kiện ra chứ không nói là nếu mà tiếp tục như vậy đó Thì cái số người mà thương vong hay tử vong đó nó sẽ lên là rất là nhiều yeah. Đó là cái chuyện đầu tiên chuyện thứ hai mình phải cái yếu tố thứ hai phải phải nhớ đó là chính Israel cũng coi cái chuyện này là rất là quan trọng là tại vì họ sẽ gửi một phái đoàn rất là mạnh mẽ để nghĩa là bảo chữa nói yeah. là cái cái lập trường của Israel tại sao có cái này yeah. thì vì vậy đó mình thấy là cả thế giới chú ý vào cái chuyện này chứ không phải là không yeah. mà vì vậy đó tôi mở dấu ngoặc vì vậy đó mà chính tổng thống biden nói là israel phải coi chừng vì không thôi dư luận thế giới họ sẽ chống israel yeah. à, chính ông chính tổng thống biden nói mà yeah. mà những cái chính sách chính sách của hoa kỳ đối với israel gặp rất là nhiều khó khăn là tại vì israel cũng rất là cứng đầu yeah. nhất là thủ tướng netanyahu yeah. có hai chuyện mà người ta thấy tại Israel trước hết á lấy dĩ nhiên là Israel là một nước có tư pháp có gì đàng hoàng thì do đó họ sẽ gửi phái đoàn tới để để tự bào chữa đó là một cái thứ hai nữa là chính trong chính phủ Israel chia rẽ rất là lớn chia rẽ là tại sao Israel là tại vì có phe cực hữu phe cực hữu của Israel đó thì họ muốn đuổi tất cả người Palestine ra khỏi Cisjordani và Gaza nữa. Tại vì họ nói mấy ngàn năm trước đây là đất của Israel, đất thánh đó. Vâng, nói thẳng như vậy, nó họ nói như vậy. Nhưng mà khi có Liên Hợp quốc nghĩa là có nghĩa là biên giới, ranh giới rõ ràng, không yeah. có thể nào mà cứ dần dần mà chiếm chiếm của người ta được. Họ phải bảo là đất thánh được. Vâng, yeah. vì vậy đó. Đây là một cái mà Israel phải coi chừng rất là nhiều. Không thôi đó là cả thế giới họ sẽ quay lại chống Israel. Yeah. Mà mình hiểu đó khi mấy Israel nói đó cái phe cực hữu đó, khi phe cực hữu nói đây là đất của Israel dành cho người Israel thì có phải là kỳ thị trung tộc không? Yeah. Không phải là dành cho người Palestine, không phải là đất này là cho đúng là những người mà ở đây trước phải có quyền chứ chả nhẽ là bị đuổi họ đi hết đuổi đi đâu yeah. do đó vấn đề này nó về vấn đề tâm lý nó rất là quan trọng về vấn đề mà gọi là thực hiện cái này đó nếu mà tòa án nghĩa là quốc tế mà lên án Israel đó thì đây nó là một cuộc gọi là một đòn tâm lý tại sao tôi chỉ nói là đòn tâm lý thôi rất là mạnh. Tại vì nếu mà thực thi cái cái, cái 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 vấn đề mà phán quyết của tòa án đó thì phải ra Liên hợp quốc thực thi. Mà ra Liên hợp quốc thực thi đó thì Israel sẽ được Hoa Kỳ ủng hộ và Hoa Kỳ vẫn có thể nghĩa là dùng cái quyền phủ quyết. Dùng cái quyền phủ quyết mà dùng cái quyền phủ quyết ở đây đó, tôi chắc chắn là Hoa Kỳ nếu mà dùng cái này đó. Họ rất là đau tại vì họ cũng không muốn thế giới thấy là đây là Hoa kỳ quá thiên về một bên, Không phải thiên một bên, đứng bên cạnh một người mà một quốc gia mà bị thế giới lên án là diệt chủng. Đó là cái vấn đề không, đó. Nếu mà nếu đúng nếu không? mà bị nếu, nếu mà nếu mà bị gọi là gọi là là bây giờ, án, đúng, đúng. nếu đúng. tòa án thế giới lên án rằng do Thái vi phạm. Vâng, diệt chủng. Đúng đúng. Theo Liên Hợp Quốc 1948, đúng thì có nghĩa là bây giờ mà Hoa Kỳ trong tương lai dĩ nhiều vụ án này kéo dài lắm, vâng, một vâng. vài năm mới giải quyết xong. Mà không nếu Hoa Kỳ nhiều phủ năm, quyết nhiều năm vũ dạ, quyết cái đó thì có nghĩa là anh đứng bên cạnh bảo vệ cho một uh, quốc gia chế độ mà chủ, chủ một đúng, chế đúng, độ apartheid và chế độ đi diệt chủ người khác. Đúng. Vì vậy đó không ai muốn cái chuyện này xảy ra hết. Dạ. Và vì vậy chính tổng thống Biden cũng phải ra khuyến cáo cho thủ tướng Netanyahu chớ làm quá có những cái luật lệ chiến tranh và nếu mà quý vị làm như vậy đó thì cả thế giới sẽ chống quý vị ông ta nói rồi nhưng mà quý vị biết ông Netanyahu là một người, người gọi là một ông tướng và một ông gọi là thủ tướng một chính trị gia nghĩa là lão luyện tôi phải dùng cái chữ lão luyện họ hiểu rất là nhiều về nước mỹ quý vị thấy không bây giờ đó ra tranh cử đó ra tranh cử giữa đảo giữa đảng là, là, là giữa bà Haley và ông de santis ai cũng ủng hộ do thái hết có người nào không ủng hộ do thái đâu nghĩa là ảnh hưởng của do thái tại hoa kỳ rất là lớn không ai nói là ờ cái ảnh hưởng đó nó có chúng hay không hay là có quá lố hay không thì những cái chuyện này đó không ai nói mà chỉ nói là chúng tôi đứng đằng sau Israel đó là là cái chuyện là mình phải hiểu cái chuyện đó và nếu mà thực thi cái này đó tôi nghĩ là rất là khó mặc dù là nó có thời gian thì mình cũng trước hết mình nghe một bên hôm nay mới là ra cái phần của Nam Phi trình bày trước tòa Tại sao họ cáo buộc Israel là diệt chủng thì ngược lại ngày mai hay ngày mốt thì là phía Israel sẽ đưa ra cái tuyên bố là chúng tôi có làm cái gì đâu, tại sao chúng tôi làm cái đó và cái gì không tại sao không diệt chủng thì hai bên vẫn có quyền nói với nhau nhưng mà nhưng mà tôi nhắc lại cho quý khán thính giả hiểu nếu mà tòa án quốc tế mà lên án đó. nếu tòa án quốc tế lên án mà ở đây cái tòa này đó là thực thi cái này đó thì liên hợp quốc phải thực thi trong khi một cái tòa án quốc tế tại biển đông đó tôi nói là tại biển đông đó mà nó dính vào việt nam và các nước uh, á châu nhiều đó chỉ có quyền không có ai mà gọi là bắt trung quốc thực thi hết à, à nó chỉ là khuyến cáo nhưng mà có cái khuyến cáo này đó thì ai cũng nói là bây giờ là Trung Quốc đâu có quyền đâu có quyền đại biển đông mặc dù là họ lấy thịt đèn người thì đây tòa án quốc tế sẽ có Liên Hợp Quốc phải thi hành cái này cái cái cái, cái án này trong khi cái tòa án kia thì không có thi hành dạ. và vâng. bà... lúc nãy khi mà tiến sĩ có nói là ông Ron DeSantis kể cả bài Nikki Haley đều tuyên bố ủng hộ do thái và ngay cả ông uh, cựu phó tổng thống Mike Pence cũng vâng. đã tuyên bố cái điều đó sẽ uh, mặc dù ông không còn ra tranh cử nữa. Đúng vâng. Như vậy có nghĩa là người do thái đang điều hành nước Mỹ à? Không nói như vậy là không được. Nói như vậy là không được. Nhưng mà ảnh hưởng họ rất là nhiều. Họ ảnh hưởng một cái, một cái, một cách là gián tiếp. Vì vậy nhiều lần đó ai cũng nói là ờ ừ. chả nhẽ là người do thái mua nước Mỹ hay sao? Tôi nói không phải nhưng mà họ có thể ảnh hưởng một cách nghĩa là gián tiếp ví dụ là nếu mà các cái người mà tranh cử đó ra tranh cử không phải chỉ có ra tranh cử tổng thống mà thôi mà ra tranh cử gọi là là là, là, là biểu tiểu bang là, tiểu bang hay là hay là là, bang. là thượng nghị sĩ thì những người ủng hộ của họ được cả hai đảng chứ không phải một đảng cái hay của người Do Thái khi họ lobby là, là, họ vừa lobby bên đảng Cộng Hòa và vừa lobby bên, đảng, bên đảng Dân Chủ. Cả hai đảng chứ không phải là chỉ một đảng thôi. Thành ra lúc nào họ cũng có những cái người ủng hộ cái lập trường của họ. Mình, mình hiểu thôi. Thì đây là một cái khôn khéo của người Do Thái khi họ làm việc tại Mỹ trong chính trường Mỹ họ ủng hộ vừa dân chủ vừa ủng hộ vừa cộng hòa thì do đó người nào lên nắm quyền thì họ cũng có tiếng nói một cách gián tiếp. Nói là mua hết thì không có đâu, cái chuyện đó không có đâu tại vì cái là không phải là lúc nào người, tại Hoa Kỳ là người ta cũng ủng hộ cho Thái đâu, nhưng mà họ lobby bằng cách là nghĩa là là tài trợ các người ra tranh cử. Vâng. Yeah, vâng. vâng trước khi trở lại buổi nói chuyện ngày hôm nay từ tháng xin mời quý giả theo dõi phần thông tin nước ngoài của đài truyền hình sptn chúng tôi sẽ trở lại trong giờ lát Dạ, vâng, vừa rồi là phần thông tin thương mại của Đài Truyền hình cho sẽ được trở lại buổi nói chuyện với tiến sĩ Đức Xuân Quân. Xin mời vâng. tiến sĩ Quân. Vì quý vị biết đó, đây là mới hôm nay mới là bắt đầu cái vụ kiện này. Yeah. Thành ra nó sẽ còn mất nhiều thời gian chúng ta phải nghe hai bên hết. Yeah. Rồi lúc đó chúng ta có thể lấy phần nào đánh giá cái vụ kiện này có xác suất thành công hay là không xác suất thành công và nó sẽ đi tới đâu. Yeah, Nhưng vâng. mà dù muốn dù không đó. Đây là một vụ rất là khó khăn trên chính trường thế giới, trên cả chính Liên hợp quốc cũng vậy, ai cũng bị ảnh hưởng hết. Thì đây đó là phải có thời gian. Dạ chúng vâng. ta sẽ theo, phải theo dõi thêm nữa. Dạ vâng. À, trở lại một cái bản tin khác liên quan đến cái việc là trong cái tuần, là, tuần tuần này đó, à, thì chúng ta biết rằng là à, nhóm Houthi vẫn tiếp tục bắn hỏa tiễn vào trong những cái chiếc tàu chở hàng à, dân sự ở tàu vùng biển đó. Và... Vâng. Anh Quốc và Hoa Kỳ đã bắn trả và phía ông uh, Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Anthony Blinken đã khuyến cáo là nếu tiếp tục thì phía bên Hoa Kỳ sẽ trả đũa đối với nhóm Houthi. Houthi, xin lỗi Houthi. Nhóm này được phía bên Iran ủng hộ. Thì sáng ngày hôm nay có tin là một chiếc tàu à, chở dầu à, đã bị Iran tịch thu. Chiếc tàu này trước đây bị Mỹ tịch thu à, là vì vấn đề vi phạm lệnh cấp vận. Thì bây giờ, lúc bấy giờ là Iran đã tuyên bố là sẽ trả đũa lại thì ngày hôm nay họ tịch thu lại chiếc tàu đó. thì bây giờ câu hỏi đặt ra thế này, khi bắn những hoa uh, tiễn không người lái, uh, máy bay không người lái của nhóm Houthi ở trên biển đỏ, thì chỉ có Mỹ và Anh bắn à, những quốc gia khác, Mỹ nói là có 20 quốc gia trong liên minh, mà họ không, không, không thấy ai bắn, chỉ có hai anh này bắn thôi. chúng ta còn nhớ cái thời mà Anh Quốc uh, đi theo ông Bush uh, con tấn công uh, vào trong Iraq để lật đổ ông Saddam Hussein vì cho rằng Saddam Hussein có vũ khí uh, gọi diệt, là nguyên tử diệt hoặc, diệt, à, diệt hoặc là hoặc uh, là sát thương. Uh -huh. Cuối cùng thì phía bên Anh Quốc họ phải đứng ra xin lỗi quốc dân của Anh quốc vì đã đi theo Mỹ trong cái cuộc tấn công Iraq đó. Thì bây giờ cũng cái việc này Anh đi theo Mỹ vào khu vực biển đỏ để bảo vệ những cái chiếc tàu hàng này. Thứ nhất câu hỏi đặt ra là Liệu trong tương lai Anh quốc sẽ còn ân hận hay không? Như trường hợp ân, Anh quốc đã từng ân hận và xin lỗi quốc dân đồng bào của họ về vụ đi theo Mỹ tấn công Iraq. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, tất cả những tàu bè bây giờ chuyển hướng đi qua một cái con đường đi vào phía Nam Phi để mà phi châu đó để mà chuyển hàng. Ảnh hưởng kinh tế thế nào? Đó. Trước hết là mình phải nói là các bạn không phải chỉ có Anh quốc xin lỗi mà chính ra ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng đứng ra xin lỗi tại vì ông ta bị ông là... nào ông, ông, ông Colin Powell đó. Colin yeah. Powell. Nhưng mà sau khi ông hết chức rồi ông mới nói. Không, nhưng mà dù muốn dù không ông ta có xin lỗi thì ông kia đánh rồi với xin lỗi, đúng à. không? Như vậy ông Colin Powell nhìn nhận là mình nói láo theo lệnh của ông Dick Cheney và ông Bush con sao? Đúng. Thì thì ông ta nhận mà là yeah. lúc đó là chúng ta bị lầm. Anh tưởng Tháng đừng quên lúc đó tôi có mặt tại Iraq. À, à đừng có quên cái chuyện đó. <laughs> Tôi đã đánh Iraq thành nhân thuộc bài lắm. Yeah. Nhưng mà ở đây đó quý vị thấy không? Vì họ bị đi lầm mà cái này là cái chuyện cá nhân thôi. Tôi chỉ đoán là lúc đó là Hoa Kỳ và thế giới đi theo Hoa Kỳ đánh vào Iraq, đánh lần thứ hai. Lần thứ nhất đúng đó rồi. là cái rất là, là nhiều hai. nước theo dõi. À, đúng rồi. Lần thứ hai chỉ có hai nước thôi không nhiều nước chứ không nhiều phải là, nước ở chỉ dán sách thôi chứ còn họ, đánh còn đúng vô chứ hai anh, anh à nhưng mà dù muốn dù không đó thì mình phải nói là đây là một cái suy đoán của tôi cá nhân thôi. chỉ là lúc đó là Hoa Kỳ đánh cho Israel đánh dùm Israel à. tại vì lúc đó là quan trọng là hồi mà ông Saddam Hussein ấy cái người mà có thể mà đứng lên mà đánh nhau với Israel được là chỉ có Saddam Hussein thôi. Yeah. Quân đội Saddam Hussein đủ mạnh. Nhưng mà nó khổ là khi đánh dùm, đánh triệt hạ Saddam Hussein thì lại đưa Iran lên. Nó <laughs> có phải là cái cuộc đời nó là như vậy? Nó không phải nó nó dễ dàng mà nó thẳng thắn như là mình tưởng đâu. Yeah. Do đó, <laughs> Hoa Kỳ ai cũng nói là hoa kỳ đánh lúc đó là vì vấn đề dầu hỏa hoa kỳ có lấy đồng nào đâu mà chỉ tốn tiền thôi yeah. mà ai được, được, được hưởng dầu hỏa của iraq trung quốc đó khổ vậy và cái thứ hai nữa tại sao mà khi đánh nhau tại iraq đó là gọi là iran được hưởng tại vì đa số người iraq đó là theo Shiite, yeah, theo hoàng nghĩa là hồi giáo Shiite thì là họ thân vị Iran nhiều hơn. Yeah. Do đó khi đánh Iraq đó, là có lợi cho Iran, đúng không? Yeah. Thì ở đây đó tôi nghĩ là thế này, và nó kéo tới bây giờ đúng rồi. Nó kéo tới bây giờ tại vì Iran khi họ mạnh lên đó thì họ ủng hộ các chế độ hay là các cái là Thể chế mà theo đạo Hồi giáo theo phái Shiite à, Thì tại Lebanon Có Hezbollah Tại Yemen, có Houthi Tại Iraq thì có một số người đó Hay là chính Iraq là người Shiite Rất là nhiều yeah, Đa số, vâng 60% Vì vậy Tôi nói là khi Hoa Kỳ đánh Vào Iraq đó Thì lại lợi cho Iran à, Chứ nếu mà không đánh Iraq Hồi xưa đó là chỉ có hai người đánh nhau mà đánh nhau lớn là giữa Iran và Iraq yeah. mà Iran và khi Iran và Iraq đánh nhau đó thì chính CIA giúp Iran à Iraq yeah. xin lỗi. Vì vậy đó, tôi chỉ nói là cái vùng Trung Đông nó là cả một cái gọi là rất là nguy hiểm một thùng thuốc, uh, thuốc nổ rất là nguy hiểm T tại vì nó dính dầu rất là nhiều rồi, nhưng mà rồi. ở đây dạ. tôi tóm lại ở đây đó Houthi mà có bắn vào đó thì tôi nghĩ là Hoa Kỳ anh hay Pháp tại vì họ đã bắn rồi chứ không phải là không dạ. thì có thể kiểm soát được người Houthi chứ không phải là không tại vì phải bắn ra biển, bắn ra biển thì là họ đủ sức họ kiểm soát cái kinh đó. tế Hoa vâng. kinh tế của thế giới và Hoa Kỳ Có bị cái vâng. hại vì cái đường chuyển vận. Vâng. Kinh tế của của thế giới là có thể bị ảnh hưởng nhưng mà cái ảnh hưởng nhiều nhất đó, là đối với lại âu châu đó là một yeah. cái thứ hai nữa là kinh tế thế giới đó nó, nó nó ảnh hưởng tới âu châu nhưng mà tôi xin lỗi hoa kỳ cũng có lợi yeah. tại sao ở chỗ này hoa kỳ có lợi là tại vì âu châu phải mua uh, nghĩa là khí đốt và dầu hỏa từ hoa kỳ yeah. à, vì vậy hoa kỳ có thể nghĩa là xuất cảng dầu hỏa và khí đốt qua bên Âu Châu yeah. đó rồi. thì có bị ảnh hưởng chứ? Tại vì nếu mà đi đường vòng Phi Châu đó thì nó tốn hơn nhiều. Dạ yeah, đúng rồi. À, thêm một cái nữa là liệu Mỹ sẽ đánh Iran giúp cho Thái không? Cho do Thái không? Tôi nghĩ đó nhiều người bên Hoa Kỳ đó muốn đánh Iran lắm trong đó có biết bao nhiêu người là cũng là phía là cực tả đó, à yeah. cực cực hữu đó. Yeah. muốn đánh lắm, nhưng mà không phải là dễ. Tôi nghĩ là quý vị cứ nhớ đó, khi mà còn tổng thống uh, Donald Trump đó thì ông ta bỏ cái hiệp ước nguyên tử hạt nhân được với, với Iran. Rồi nhiều người dọa còn đánh Iran nữa, yeah. rất là nhiều người nhưng mà khi mà tổng thống Biden lên đó, thì ông ta lại dịu hơn, yeah. họ nói cố gắng là làm sao nghĩa là thương thuyết với Iran để có thể nghĩa là súng trong hòa bình với Iran được. Tại vì dù muốn dù không dù muốn dù không tôi tôi nhắc lại cái này nó rất là quan trọng. Iran là một nước lớn gần một trăm triệu người và họ có ảnh hưởng rất là nhiều từ hồi từ khi còn ông sa ông vua sa của Iran là thân với Hoa Kỳ và họ chỉ thay đổi sau 1979 mà thôi yeah. trước đây đó là Iran giữ là trật tự cái là giữ hòa bình tại Trung Đông phần nào với sự trợ giúp của Hoa Kỳ yeah, vâng. bây giờ đó thì nghĩa là họ chống lại rồi thì bây giờ đó thì gặp khó khăn nhiều hơn nhưng mà nếu mà đánh nhau với Iran nữa thì thế chiến ở Trung Đông nó sẽ thành lớn nó thành một chế chiến lớn do đó hiện giờ chính sách của Hoa Kỳ là không muốn cái thùng suốt nổ ở nghĩa là Trung Đông nó nổ lớn ra và ngoài ra khỏi Gaza và giữa Hoa Kỳ và à, giữa Israel và và người Palestine. Dạ vâng. Trở lại một vấn đề khác là ngày bây giờ có tin là ông Donald Trump ở trong thời kỳ làm tổng thống năm 2020 ông gặp bà Von der Leyen ở tại cái hội nghị kinh tế Davos năm 2020. Ông Davos, có nói với bà này. Davos. Davos yeah. Ông có nói rằng là thứ nhất Mỹ sẽ không ca sẽ không cứu Âu Châu nếu bị đánh. Thứ hai, Âu Châu phải trả cho Hoa Kỳ 400 tỷ Mỹ kim là việc bà sẽ rút khỏi NATO. Thì đó là cái... Bây giờ tin này nó lọt ra ngoài. Người ta hỏi bà bà Von der Leyen về cái chuyện có thật là ông nói như thế hay không. Thì phát ngôn viên của bà Von der Leyen nói là trên nguyên tắc bà không có quyền nói, à? nói ai về cái chuyện giữa hai bên. Thì chúng ta còn có 30 giây thôi. Tiến sĩ nghĩ thế nào? Tôi thì tôi thấy là khi mà Tổng thống Donald Trump làm đó nó là một cái rất là nguy hiểm đối với chính sách ngoại giao của hoa kỳ tại vì đi đâu đó từ bạn ông ông donald trump ông ăn ông, ông nói sao mà người ta trở thành là chống hoa kỳ đang thiên nato là tự nhiên nói là bây giờ bỏ nato bỏ nato thì nghĩa là hở để cho nga đánh thì đó tôi thấy là nếu mà ông này mà chính sách tôi chỉ nói là chính sách ngoại giao của ông Donald Trump là một cái tôi dùng cái tiếng Anh là catastrophe nghĩa là một cái đại họa đại họa đối với đối với Trung Quốc và đối với nga tại vì ông này ông vẫn khen ông Putin yeah. ông khen ông Putin ông khen những người chuyên chế khen Kim Jong Un thì làm sao mà chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ mà cân bằng được yeah. nếu mà cứ khen toàn toàn là độc tài không thì làm sao mà nước Mỹ khá được. Dạ, vâng. Làm sao có tin tưởng được đồng minh của, của nước Mỹ tin tưởng được Hoa Kỳ được? Dạ vâng. Rất tiếc về thời gian không có nhiều một lần nữa. Tôi rất xin cảm ơn tiến sĩ Tuấn Xuân Quân và xin cảm ơn quý khán giả của SPTN và xin hẹn quý vị vào tuần sau của giờ này trên đài truyền hình SPTN.